cho mình 5 phút, dọn đồ cút ở đây. Ông làm dọn bao nhiêu, nó cả chán ông bây giờ. Đi con mẹ con gái được ác quá.
đồng ngắm 1.000 không? Thank you.
mày ở đâu về tự nhiên ở đây? Mày biết đây là nhà ai không? Tôi thấy cái lều này không có ai ở nên tôi mới vào đây ở đâu chứ. Không có ai ở. Mày tao đi mấy hôm về đây cho tự nhiên là về đây ở rồi. Mấy hôm cái gì? Tôi vào đây thấy bỏ hoang, có thấy làm đâu, tôi mới làm mấy cái vách này thôi. Còn ít thôi. À, mai bố mày mà quay lại nha. Không thấy cút ra khỏi đây ấy. Cẩn thận với tao ấy. Tôi thấy bỏ lâu tôi mới ở đây. Ông có mà dọa dẫm tưởng tôi sợ ông gì, à. Dọa cái gì mày làm sao? Cho mày 5 phút. Dọn đồ cút ra khỏi đây. Ông mà còn dọa bao nhiêu nó có chán ông bây giờ. Đi con mẹ con gái không được ác quá. Mẹ ông này tự nhiên ở đâu về chiếm liều tao.